Xin chào các em, chúng ta sang bài mở số ID là 001. Bài này làm trong khóa tổng ôn theo đề minh họa năm 2020 mà bộ dành cho các bạn sinh năm 2002. Bài toán này là bài toán số 74 trong 80 câu, trong câu từ câu 41 đến câu 80 trong của môn hóa. Và lần hai này người ta đã tinh giảm rất là rõ rồi. Do đó là bài toán này thì minh họa để các em ôn lại. À, thứ nhất là người ta các em có cái gì đây? Thứ nhất là CO2 và hơi nước được dẫn qua carbon nung đỏ thì các em chú ý hội thầy là phương trình của thầy như sau carbon của thầy sẽ khử CO2 để tạo ra khí CO carbon khử nước đó để tạo ra khí CO cộng với hydro carbon khử nước để tạo ra khí CO2 và hydro đó thì cái loại toán này là rất là quen thuộc rồi Nhưng các bạn chú ý hội thầy là loại toán này người ta sử dụng gọi là quan hệ mon Thế quan hệ mon ở đây là như thế nào? À, các em để ý hội thầy như sau Đầu tiên thầy cân bằng để phân tích cho các em hiểu tại sao như vậy Đây thầy có cân bằng là hai Nếu như thầy có số mon khí ở đây là CO2 là một đi Thì carbon đây là một Và CO đây là hai Carbon ở trạng thái rắn Còn CO2 trạng thái khí CO thấy khí nếu các em lấy số mol của CO là 2 trừ đi số mol CO2 là 1 thì sẽ phải bằng 1. Và 1 này chính bằng số mol của carbon. Đó, đó là quan hệ mol. Tương tự với phương trình 2 cũng thế. Thầy có số mol của CO và hydro của thầy là 2 mol trừ đi nước là 1 mol bằng 1 bằng carbon phản ứng. Tương tự như vậy, thầy có CO2 đây thầy có đây là 2 đi. Và hydro là 2. Thầy có tổng khí sau phản ứng là 3 mol, 2 số mol hydro và 1 mol CO2 là 3 trừ lước của thầy là hai vậy bằng một mol chính bằng carbon carbon phản ứng điều đó dẫn đến là thầy có như sau hỗn hợp khí thu được gồm có CO2, CO và hydro số mol này của thầy là bằng 0,07 đó thì các em có ban đầu tiên này là bằng 0,04 thì số mol khí tăng này là bằng 0,03 như vậy các em tính được carbon là 0,03 đó người ta sử dụng quan hệ mol như vậy để các em tính được bài toán rất rõ ràng như thế này À, hỗn hợp này của thầy cho phản ứng với cái gì? À, cho phản ứng với lại 20 g Ở đây thầy có là 20 g hai mươi gram của thầy ở đây là cái gì đó cộng với lại hai mươi gram gồm có fe hai o ba gồm có cuo và người ta nói rõ là dư dư thì chứng tỏ rằng là thầy thu được cái gì à gồm rất nhiều oxit oxit và kim loại đó Và người ta đang cần tìm cái này bằng bao nhiêu oxit dư thì nghiễm nhiên CO của thầy Thầy có là CO và hydro CO và hydro Nó có nhiệm vụ là khử oxit sắt Fe2O3 Và CO Để trở thành kim loại Và rắn Tức là tóm lại là trở thành chất rắn Cộng với lại CO thì ra CO2 Hydro thì ra nước Thế bài toán này là bài toán mà liên quan đến phần kiến thức khử CO rồi và Hero. Thì nhớ hộ thầy là số mol của CO phản ứng và số mol Hero phản ứng luôn bằng hộ thầy số mol của oxy bị cướp. Tức là gì? Kem hình dung là CO và Hero cướp oxy của thằng oxit ban đầu để tạo ra CO2 và nước. Đó. Thì kết quả là thầy có là m của rắn. Muốn tìm được phải bằng m, m ban đầu mà ban đầu có thể là 20 g đó Trừ đi M oxy bị cướp Đó trừ đi M oxy Và số mol oxy của thầy tìm thông qua số mol tìm CO và số mol của hydro ở đây Như vậy thầy đặt cho thần ẩn luôn là A B và C luôn Mục tiêu thầy phải tìm ra tổng B cộng C Hoặc tìm trực tiếp ra B và C Thì suy si ra được số mol của oxy bị cướp ở đây Và các em tìm được mờ rắn ở đây Đấy là ý tưởng để các em hình dung Thế bây giờ ốp ý tưởng này vào thì thầy có như sau Nhớ hộ thầy là cứ đặt chân trụ ABC cho thầy Thì thầy có phương trình số 1 là phương trình tổng A cộng B cộng C bằng 0,07 Đó Phương trình số 2 là thầy sử dụng bảo toàn nguyên tố Thì bảo toàn nguyên tố đây là như thế nào Đầu tiên là bảo toàn nguyên tố hydro Thì thầy có hydro đây là C mon thì nước là C thì CO2 của thầy sẽ bằng 0,04 trừ C Đó Thế phương trình thứ hai là thầy dùng bảo toàn nguyên tố oxy Các em có 0,04 trừ C nhân với 2 cộng với C thì bằng là 2A cộng với B. Đó. Từ hai phương trình này các em tìm ra được tổng B cộng C. Đó. Thế thì uh, các em tính luôn cho thầy thằng bằng bao nhiêu. Thầy có là bao nhiêu B cộng C. <laughs> 0,07 này. Uh, đây thầy có là 2A cộng B. Uh, trừ đi. Trừ đi C cộng C luôn. Như vậy các em đã tìm được B cộng C của thầy sẽ bằng là 0,08 B bằng 0,06 Đó Từ phương trình này Các em tìm ra được B cộng C bằng 0,06 B cộng C bằng 0,06 Đó Kết quả là B cộng C bằng 0,06 Thì suy ra thay vào Thay vào đây Thay vào cái này Thầy có là 20 của thầy sẽ bằng M gan đã cần tìm Trừ đi Đây trừ thầy nhá Trừ trừ đi oxy là 0,06 nhân 16 thì kết quả tìm được m sẽ bằng 19,04 gam và đáp án thầy có đây là đáp án a đó một cái bài tập mà rất cơ bản à, người ta minh họa lại cái đề minh họa lần thứ nhất à, hy vọng là video này sẽ giúp ích cho các em